tỷ một ngày nắng đẹp ra mấy chị không đặt tiền con đặt vàng hoàng mỗi tiếng tỷ một ngày nắng đẹp ra mấy chị cái nào người mấy thông thủy bóng mấy một tiếng mấy bệnh dưới nước một con vật sần sùi với mạnh dưới nước một con vật cái sần sùi dài hượt nhẹ nhàng nghe hàng ngang sắc nhọn như là một lưỡi cưa sắc sườn lên bãi cát nói nhìn kỹ gần tập mắt đến thế với hai hàng nước mắt chảy dài thủy ngạc nhiên hỏi bạn là ai vì sao bạn khóc tôi đem quà là cái số tôi khóc bị dây cái đứa ơi thấy như vậy mà cái thứ các bạn của đó ngày nào cũng hay nhưng đang ngày nhóm hỏi mà nghĩ cho một hôm cái thứ mà thấy đến cho nhà ở một hôm cái thứ mà kiếm cho nhà để nhận lời mà cái thứ sau quay sao à cái thứ mới bảo quên rồi ông nàng quen một người tôi phải mới hỏi tôi là quá riêng của bạn để nhận lời mà cái thứ quá xấu sao vừa mới hiểu phút sau hết hụt rồi. Ủa đang cầm sách. Sao phút sau cũng hụt giấy tờ anh? Lạc bên ơi, luôn phút lên nhịp nghe má. Còn bọc 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 chứ đi, chẳng hẹn tới bằng những người đâu. Nói xuống cho mày. Nói xuống đây à, nói xuống nó lủi quá. Đi. Sao phút lên mà hổ chán nhà mẹ cũng hổ. Mà lại có vẻ đặc biệt quá lắm. Mình có biết chán là bọn là phải có gì cũng hổ nằm nhạc nhau. Mùa xuân không có nhân trời mình biết ngay lắm. Mình đang bên mấy mua hổ vậy là tháng 7 là nghỉ hè á mà tháng 7 là cho nghỉ hè hết đó hả ngày xưa có hai vợ chồng người nông dân đi minh năm hai số một năm có bao nhiêu số hai vợ thì năm nay cũng mười tám tháng mười bảy thôi mà chờ lụa hoàng cũng có lụa hoàng cho bé nó không được bao nhiêu cả ở hôm nay nhớ nó nghỉ mà chỉ muốn ngày hôm nay thì được một lần có gì mà muốn nghe đồng hà cũng gọi thêm mà bữa này yếu không nghe điện thoại thì tạm không chỉ không về không sao là đã mua lời con mà cũng như mình tạm mới được cái cô đồng hỏi không mình được cái nhau nếu không phải đâu thì có cô được không ăn nổi nữa đâu. Quay với nó mấy phút rồi? 3 phút 40. Mấy nhà?